Chào các bạn nha, mình là Hiển Ngọc Văn Hiển Quay lại với chuyên mục lần à, này mình đang bận à, Vào cuối mùa Độ khá là nhiều Mấy cả mấy bạn à, Muốn học nghề giặt là Đến đến mình đang dạy Nên buổi ngày mình cũng khá có nhiều việc bận Nhưng mà Thời gian vừa rồi thì đang có mấy cái Trên các nhóm đang rộ lên cái Về vấn đề là giặt, giặt quét cleaning gọi là giặt thiết bị mà hóa chất để có thể thay thế giặt khô truyền thống thì uh, cũng uh, mình cũng cũng không phải là người được đào tạo chuyên sâu về cái giặt nào với cả cái mảng quét cleaning nó là cái mới ở, ở Việt Nam thì là đúng hôm nay thì đúng quả thực là cái hàng mà bình thường mình bán cho người xin mình bán là cái hàng thay thế giặt khô thì đúng hôm nay cũng hết mình nhớ ra thì người lấy một dòng sản phẩm cũng của một hãng của bên Hàn gửi cho mình bằng đường hàng không để 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 tặng cho mình test. Thế nhưng mà mình cũng không hiểu rõ lắm nên là mình để nó cũng lâu à. Thế là hôm nay hết thì mình, mình lôi cái dòng sản phẩm này ra. Mình giặt chiếc áo dạ này. Đấy, chiếc áo dạ này nó của 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 uh, Trung Quốc nhưng mà nó có một trăm phần trăm là sợi len này một trăm phần trăm sợi len này thì cái này mình cho giặt uh, máy uh, chế độ bình thường nhưng chỉ trong vòng 12 phút thăng xả và cho vào sấy ở uh, nhiệt độ 50 độ C thì các bạn nằm 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 làm giặt khô thì có thể nhìn về mặt để đánh giá cái 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 cái, cái, cái sản phẩm để so với giặt khô nó nó ra sao đây đấy, nếu, nếu nhìn trên trên này thì đấy tức là cái chỉ phải phải cũng không cần phải hẳn phải nà đâu nó phải qua để gì thôi còn đâu nó nó đạt được bề mặt như này độ 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 xốp đây Đấy. cái này thì có thể mấy hôm nữa mình sẽ lắp máy cho mọi người đến trải nghiệm thực tế mà thực ra hôm nay lôi cái cái dòng sản phẩm này thì mình cũng bởi vì mình cũng chẳng biết tiếng nên là mà bên hãng người ta gửi cho thì người ta cũng không không nói rõ lắm thế nên là là mình mình cũng không gì nhưng hôm nay cũng là một học sinh thì người ta biết sử dụng Google dịch thì người ta dịch cái này cái này là cái này là nước giặt này. Đấy, cái gì gì đấy, cái này là thân thiện này. Mấy cả cái này là dành cho sợi cái chữ này là là dành cho sợi len này. Đấy. Còn cái dòng này là là đồ thể thao, thể thiết cái thứ ở nước ngoài thì cái cái các cái nước giặt thì loại gọi là 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 hạng gọi là hàng cao cấp một chút nữa thì nó sẽ ghi rõ là dùng cho vật liệu hoặc là cho các dòng áo riêng biệt để làm tối đa cái 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 độ chuẩn của các dòng sản phẩm. Đấy và cùng cái hãng này nó có cái nước giặt denim này. Cái này thì giá nó khoảng 600 một lít. Các hãng các hãng khác thì các bạn có thể tra trên Amazon gì nó cũng the uh, này khoảng 600 một lít nó sẽ pha với uh, một tỷ lệ với uh, nó làm độ làm sạch không có những bảo vệ bề mặt rất là tốt thì là mình tra trên Amazon thì nó có những cái dòng uh, hỗ trợ để tăng thêm ví dụ những cái dòng uh, dạ này mà nó nhạy cảm có thể sẽ pha thêm một cái hỗ trợ dạ nữa hoặc là ví dụ giặt áo vét thì nó sẽ có một cái dòng hóa chất hỗ trợ cái sợi để, để, để giặt áo vét đấy nhưng mà nó trung bình khoảng một triệu một nít giá bên kia nên nên là Việt Nam mình nếu như mà không có uh, nhà phân phối hoặc là gì thì phải tự nhập về thì cái những cái mặt hàng này thì là hàng lỏng nhập về rất là khó thì một nít này trung trình các bạn sẽ bỏ thêm ra năm sáu trăm tiền vận chuyển nếu biết đặt hàng còn nếu như để mua được Việt Nam thì ví dụ 600 này thì ít nhất bạn nhân ba là thành 1 triệu 8 mới có thể mua được những cái cái cái, cái chai như này đấy thì cái cái này mình 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 hôm nay mình giặt xong thì cảm nhận so với clean xin thì cái cái độ độ bóng thì nó nó không bằng clean xin nhưng độ xốp độ chống co của cái dòng sản phẩm này nó rất tốt ừ. còn độ 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 mướt của sợi thì nếu như test trên, trên 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 dung môi thì mình có thể là mình quên không mang thì cái, cái sợi này nó sẽ 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 bóng hơn một chút đấy còn cái dòng sản phẩm này thì nó không sạch như Clean siêu nhưng mà nó giảm cái sự hồi tự nhiên của sợi tốt hơn cái tức là cái độ xốp của vải nó vải dạ lông kiều cao hơn đấy là cái cảm nhận của mình còn cái dòng sản phẩm này là được tặng hàng tặng gửi bằng đường hàng không sang bên này nên, nên là nếu bạn nào cần trải nghiệm thì có thể qua mình mình sẽ tặng cho nửa lít về để giặt trải nghiệm đấy quan điểm của mình mấy mấy nữa mình sẽ lắp một máy một, một, một cặp máy về để giặt test bởi vì là quan điểm mình đưa những cái sản phẩm uh, wet cleaning này về với giới giật là có một cái mức giá để làm sao để hợp tác với các hãng để đưa ra một cái giá sát thị trường nhất là những dòng sản phẩm như clean sim mình bán là giá mình bán luôn luôn bằng và thấp hơn một chút ở bên Hàn đấy là do ưu đãi của các hãng mà người ta muốn thâm nhập vào thị trường. Thế nên nếu như những dòng sản phẩm này mua rất là được ít là bởi vì là khi bạn muốn mua mà không có một cái kênh đại diện hoặc là gì thì bạn sẽ phải mua đội giá lên cấp 3 lần thì sử dụng rất là đắt. Còn nếu các bạn mà mua theo những cái hãng mà mà phân phối theo những cái máy dòng máy giặt đã có cài sẵn tích hợp cái các cái hóa chất để giặt quét của liên linh thì nó lại cực đắt nữa bởi bản chất những cái hãng hóa chất này kể cả hàn hay của mỹ hay của đức thì thì người ta sản xuất ra những dòng này và người ta bán trực tiếp và một số dòng người ta bán để bán lại cho các hãng máy hoặc là các hãng giặt để người ta đổi tên tên thành một loại khác để người ta cài đặt theo cái cái chế độ của nó ví dụ như cái linh siêu cùng một loại như nhà máy thông báo nó cùng một loại đấy nhưng mà nó sẽ tăng một chút chỉ số lên nó bán cho một cái hãng máy của Mỹ thì cái giá nó sẽ tăng lên gấp đôi gấp đôi nhưng là không biết là nó xuất bao nhiêu nhưng giá bán lẻ công bố nó sẽ đắt gấp đôi đấy, đây đây là một sản phẩm giả lông kiều một trăm phần trăm sau khi giặt bằng cái test mặt hàng này thử nên là sản phẩm này là của Ima Company là một hãng hóa chất lớn, không biết là thứ hai, thứ ba của Hàn Quốc. hãng này nó quá lớn nên ra mình không không đủ 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 khả năng để có thể làm làm ấy thì mình mới chỉ nhận đồ gửi của người ta thôi chứ chưa đặt vấn đề gì về nhập nên là mình cũng không dám mua, bởi vì số lượng mình không thể đáp ứng được cái yêu cầu của người ta. Đấy các bạn có thể là quan tâm đến web cleaning thì mấy nữa mình sẽ làm cái ọc nhỏ xong rồi trực tiếp chuyển thiết bị vào xong để lắp lắp trên máy này và mình sẽ test trực tiếp để anh em cùng 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 ấy đây đây là ví dụ đấy một, một, cái đây ví dụ như là một cái sản phẩm nếu mà bình thường như các bạn uh, giặt một cái áo dạ lung cừu xong đó, đấy thì cái sợi dạ nếu mà mà để 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 mà giặt ướt thì nó sẽ không khi mà ấy nó sẽ không đàn hồi nhưng đây đây là một cái dòng sản phẩm giặt xong cũng khá là chuẩn này nó sẽ độ đàn hồi của của sợi dạ rất cao thì một số cái dòng nó còn cao hơn nữa để nó mix vào giặt dạ những cái dòng dạ khó hơn nhưng có một cái bài mình nói nó là ví dụ những cái sợi sợi dạ lông dài của apaca thì nó sẽ phải sử dụng mix vào một dòng hóa chất tốt hơn nữa để bảo vệ sợi. <laughs> Đấy, còn uh, với cái sợi lụa thì uh, thì nó cũng cũng có một dòng khác nhưng mình 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 hãng không không tặng cho mình hãng tặng cho mình cái dòng của cái đờn im này các bạn có thể tìm hiểu thêm bởi vì cái dòng đờn im này là cái dòng cấm rất khô trên những sản phẩm mà đờn im nó gọi là đồ bò nó sẽ là cấm rất khô nó sẽ đưa ra những cái dòng hóa chất chuyên biệt để xử lý nên là cái mảng giặt nà này nếu ở Việt Nam về những cái mạng quét này thì nó vẫn còn đang rất là rất là sơ 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 khai bản thân những người làm cao cấp bây giờ cũng chưa hiểu gì rõ lắm về cái cái loại loại này các bạn hôm nào mình sẽ làm một cái nhóm ọp nhỏ để có thể tự test mang sản phẩm đến để, để để kiểm kiểm tra xem cái chất lượng so với giặt khô nó sẽ ra sao chào các bạn nha